Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ông Trump vỗ ngược tuyên bố thắng sớm sau khi truyền thông gửi tên. Theo báo Người Lao Động, ông Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi các cơ quan truyền thông gửi tên ông là người chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Tổng thống năm 2024. Xuất hiện tại trung tâm hội nghị Palm Beach ở bang Florida lúc rạng sáng ngày 6 tháng 11 giờ miền đông nước Mỹ, tương ứng buổi chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Bài phát biểu của ông Trump bắt đầu chỉ hơn nửa giờ sau khi Fox News dự đoán rằng ông đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris. Ông Trump đã xuất hiện trên sân khấu cùng với gia đình và người bạn đồng hành tranh cử, ứng viên phó tổng thống J.D. Vance. Nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ chưa từng có và mạnh mẽ, ông Trump khẳng định giữa tiếng reo hò ủng hộ của đám đông tại Palm Beach. Hầu hết các cơ quan báo đài tại Mỹ đã khẳng định ông Trump giành được chiến thắng ở các tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia và dẫn đầu ở 4 tiểu bang còn lại, theo Edison Research. Tuy vậy, hiện mới có Fox News gọi tên ông là người chiến thắng ở bang chiến trường Wisconsin, nơi số phiếu được kiểm tra hơn 90%, và ông Trump đang giữ cách biệt với bà Harris hơn 122.000 phiếu. Bà Harris chưa có phát biểu gì, trong khi đám đông lớn những người ủng hộ bà đã tụ tập tại Đại học Howard, nơi bà từng theo học. Đồng chủ tịch chiến dịch của bà, ông Cedric Krugman, đã có bài phát biểu ngắn gọn trước đám đông sau nửa đêm, nói rằng Harris sẽ phát biểu trước công chúng trong ngày 6 tháng 11 giờ địa phương. "Chúng tôi vẫn còn phải chờ kiểm phiếu", ông nói. Chặng đua nước rút, ông Trump, bà Harris sẵn sàng tuyên bố chiến thắng. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra vô cùng căng thẳng và không ứng cử viên nào có lợi thế rõ ràng. Vào những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử 5 tháng 11, cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều sẵn sàng tuyên bố chiến thắng, ghi nhận nguồn tin từ báo Dân trí. Cả hai chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để giành chiến thắng. Cả hai đều nghĩ rằng họ có lý do chính đáng để giành chiến thắng. Chiến dịch của ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris tuyên bố các vấn đề như quyền phá thai cùng tỷ lệ ủng hộ bà Harris cao hơn ông Trump vài điểm trong các cuộc thăm dò dư luận của The Session Desk, Archie The Hills sẽ giúp đưa phó tổng thống vào Nhà Trắng. Trong khi đó, chiến dịch của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng các cuộc thăm dò cho thấy các cử tri không tin rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, nhấn mạnh đến giá cả tăng gần đây và tình hình chung của nền kinh tế. Phe Cộng hòa cũng cho biết bà Harris có mối liên hệ với Tổng thống Joe Biden, người có tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp. Họ nói rằng khi một tổng thống đương nhiệm có tỷ lệ ủng hộ thấp, đảng đối lập sẽ thắng thế. Họ cũng cảm thấy hài lòng về số lượng cử tri đăng ký và bỏ phiếu sớm. "Tôi nghĩ cả hai bên đều có lý do chính đáng về cách thức và lý do họ có thể giành chiến thắng. Đó là một phần lý do cuộc đua rất xích sao và không bên nào có lợi thế. Mọi cuộc thăm dò đều vô cùng xích sao", một chiến lược gia Dân chủ thân cận với chiến dịch của bà Harris nhận định. Một cuộc thăm dò do Cornell công bố tuần trước cho thấy khoảng 49% người Mỹ có quan điểm ủng hộ bà Harris so với 44% ủng hộ ông Trump. Người đồng hành của bà Harris, ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ, thống đốc Minnesota Tim Walz, cũng có tỷ lệ ủng hộ cao hơn mức 45% so với ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ Ohio DJ Vance, người có tỷ lệ ủng hộ 39%. Theo Con Úc, những con số đó là tín hiệu tích cực cho bà Harris vì những ứng viên có tỷ lệ ủng hộ cao hơn thường giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây. "Có rất nhiều điểm dữ liệu và lý do khiến tôi nghĩ bà Harris sẽ thắng. Bà Harris tiếp tục thu hút đông đảo cử tri đến sân vận động, tạo ra sự phấn khích, đồng thời kiểm soát được câu chuyện của giới truyền thông", chiến lược gia đảng Dân chủ Christy Schlesinger cho biết. Kể từ khi trở thành ứng viên của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Harris đã tập trung vào các vấn đề quyền phá thai và đảng Dân chủ cho rằng đó là một chiến thuật thông minh. Một cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy các cử tri có lập trường mạnh mẽ về vấn đề quyền phá thai. Khi được hỏi liệu vấn đề nào có thể thúc đẩy họ trong việc quyết định bỏ phiếu cho một ứng cử viên,
22% số người được hỏi đề cập đến quyền phá thai, xếp trên các vấn đề khác như nhập cư, bảo vệ nền dân chủ và thậm chí là giá cả sinh hoạt. Kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ 2 năm trước lật ngược phán quyết vụ George chống lại Wade, Đảng Dân Chủ đã thành công trong việc tập hợp phụ nữ xung quanh vấn đề quyền phá thai, thu hút số lượng cử tri kỷ lục trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Đảng Dân Chủ cho biết động lực đó không có dấu hiệu chậm lại trong cuộc đua bầu cử năm nay. Bà Harris có một thông điệp mạnh mẽ về nền kinh tế, phá thai và nền dân chủ, trong khi ông Trump đang loay hoay từ bất bình này đến bất bình khác, đóng vai trò người thu gom rác và đe dọa bắn người. Chiến lược gia Đảng Dân Chủ Eddie Weiss nói. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh thông điệp của họ về các vấn đề cấp bách hàng đầu, bao gồm kinh tế và nhập cư, đã gây được tiếng vang với cử tri, một điểm mà ngay cả những thành viên đảng Cộng Hòa không ủng hộ Trump cũng phải thừa nhận. Caroline Leavitt, thư ký báo chí quốc gia cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, đảng Cộng Hòa cũng đã đạt được số lượng cử tri đăng ký lớn và chúng tôi đang vượt trội hơn nhiều về tỷ lệ phiếu bầu sớm so với 2 hoặc 4 năm trước trên tất cả các bang chiến trường. Các cử tri biết rằng Kamala Harris đã phá hủy đất nước chúng ta, nhưng Tổng thống Trump sẽ khắc phục điều đó khi ông chấm dứt lạm phát, bảo vệ biên giới và khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Và đó là lý do ông ấy có vị thế tốt để giành chiến thắng, bà Leavitt nói thêm. Đảng Cộng Hòa cho biết họ đã thành công trong việc gắn kết bà Harris với Tổng thống Biden, người vẫn không được lòng cử tri Mỹ. Điều này được xem là một tín hiệu đáng chú ý đối với các nhà quan sát chính trị. Điểm mấu chốt là để Kamala Harris giành chiến thắng, bà ấy phải phá vỡ lịch sử. Harry Eaton, nhà phân tích dữ liệu bầu cử cho biết, đồng thời chỉ ra các cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ nghĩ rằng đất nước đang đi sai hướng. Đảng Cộng Hòa cũng khẳng định ông Trump đã có những bước tiến đáng kể đối với tỷ lệ ủng hộ từ những người đàn ông gốc Tây Ban Nha và da màu. Vấn đề là liệu họ có thể đi bỏ phiếu ngay bây giờ hay không? Nếu ông ấy đạt được mục tiêu với hai nhóm cử tri này, hãy cẩn thận. Mark Gurman, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa đã làm việc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây cho biết. Chiến dịch của bà Harris đã nhận được tin tốt vào ngày 3 tháng 11 sau khi cuộc thăm dò của Des Moines Register Mediacom ở Iowa cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm. Cuộc thăm dò dư luận của hơn 800 cử tri được khảo sát cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 44%. Kết quả này cho thấy sự thay đổi đáng kể so với cuộc khảo sát vào tháng 9 khi ông Trump dẫn trước 4 điểm. Chiến dịch tranh cử của ông Trump ngay lập tức coi cuộc thăm dò là một ngoại lệ đáng kể, nhưng vẫn mang lại cho phe Dân Chủ một cú hích về động lực. Chiến lược gia Đảng Dân Chủ Eddie Weiss thừa nhận không ai biết cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ kết thúc như thế nào. Cuộc đua sẽ rất xích sao và khó để về đích, chiến lược gia nhận định. Ông Trump và bà Harris làm gì trước ngày bầu cử? Trước ngày bầu cử, bà Kamala Harris chọn đến Michigan, còn ông Donald Trump dự kiến đến 3 tiểu bang Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia để vận động tranh cử, ghi nhận từ VTC News cho biết. Trong khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris nhắm đến Michigan, thì ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump lại đến 3 tiểu bang dao động lớn nhất khi chưa đầy 48 giờ nữa sẽ diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ. Michigan là một trong 7 tiểu bang chiến trường được theo dõi chặt chẽ. Ông Trump cũng đã lật ngược tình thế ở Michigan, thành trì trước đây của Đảng Dân Chủ, trên con đường đánh bại Hillary Clinton vào năm 2016. Tổng thống Joe Biden từng đưa tiểu bang này trở lại phe Dân Chủ vào năm 2020 nhờ sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và cộng đồng người da màu. Hiện tại, cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiều tiểu bang có kết quả thăm dò ngang bằng nhau. Có khoảng 75 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trước. Theo số liệu thăm dò trung bình do Real Clear Politics công bố, tính đến tối ngày 2 tháng 11, không có ứng cử viên nào có cách biệt lớn hơn 3 điểm ở tiểu bang chiến địa trong 7 tiểu bang quyết định chức Tổng thống. Phó Tổng thống Kamala Harris bỏ phiếu qua thư trước ngày bầu cử. Trước đó một ngày, ông Trump và bà Harris cùng tới
Bắc Carolina để lôi kéo sự ủng hộ tại tiểu bang chiến địa phía Đông Nam. Đây là lần thứ tư Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đến một tiểu bang vào cùng một ngày. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của 7 tiểu bang có khả năng quyết định cuộc đua vào Nhà Trắng và cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cả hai ứng viên đang ở thế cân bằng. Trước khi vào chặng đua cuối cùng, nhóm chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ dự kiến tổ chức sự kiện kết nối trên 7 tiểu bang chiến trường vào ngày 4 tháng 11 để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.